Xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái món đồ chơi mà mình rất hay mang trong người, một cái camera rất là thú vị. Thì cái này gọi là body worn camera, tức là camera gắn người nha. Những cái cảnh sát giao thông rất là hay sử dụng cái này trong thời gian gần đây này. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cái lợi ích và cái tác dụng của cái này như thế nào. Thì những bạn mà làm vlog về xe ôm công nghệ hay đi đêm muốn quay đêm, hoặc là những bạn muốn quay các cái content thú vị hơn vào buổi tối thì có thể sử dụng cái này. Nó rất là giống nhưng mà khi các bạn coi ở trên đâu ta, Discovery Channel, những cái chương trình mà quay động vật về đêm, sống về đêm như thế nào, thì cái này nó sẽ giúp ích được cho các bạn. Vậy thì bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu xem cái này là cái gì nhá. OK, thì đây là sản phẩm mà mình muốn giới thiệu với các bạn trong ngày hôm nay nha. Một cái camera thương hiệu búp lốp có mã là KZ21. Thì các bạn có thể thấy phía trước thì chúng ta sẽ có một cái cảm biến ở đây. Không biết là bao nhiêu megapixel nữa, nhà sản xuất thì nó không có nói, chỉ biết là quay được Full HD thôi nha. Và có góc 170 độ. Chúng ta sẽ có 6 cái đèn hồng ngoại, hay còn gọi là IR cut hay là Infrared gì đó. Chúng ta sẽ có một đèn LED trợ sáng, hai đèn báo hiệu hoạt động, và có một cái cảm biến để mà nhận biết sáng tối ở đây. Thì cái này các bạn có thể để chế độ auto hồng ngoại, tức là khi mà cái cảm biến này phát hiện ở xung quanh nó tối á, thì các cái đèn này nó sẽ phát sáng lên, và sẽ có một cái mic để hỗ trợ ghi âm, chất lượng âm thanh rất là tốt nha. Bên cạnh này thì chúng ta sẽ có phím ghi hình này, phím ghi âm nhanh này, tắt mở nguồn. Đây thì chúng ta sẽ có menu này, phím lên xuống và phím chọn, có một cái nút reset ở đây và có một cái giải loa ở phía bên trong này đó, giải loa để mà phát âm thanh nha bạn. Rồi tí nữa thì mình sẽ giới thiệu thêm các cái phụ kiện khác nha. Đây là một cái đồ để các bạn có thể kẹp áo, kẹp ba lô này, quay được 180 độ đó. Thì cái này đối với những cái bác nào mà có cái áo giống như của bảo vệ, của công an, nó có cầu vai ấy, thì mình có thể mình móc vào cái cầu vai được. Còn mình thì mình thường móc ở ba lô hoặc là kẹp ở cổ áo. Đó, để như vậy này, xong kẹp vào cổ áo luôn, rất là tiện. Bên này chúng ta sẽ có cổng sạc. Cổng sạc mini USB nha. Có phím chụp hình nhanh. Khi các bạn vừa quay phim thì các bạn vừa có thể bấm phím này để chụp hình một cách rất là nhanh chóng. Sẽ có phím chấm than đây. Thì cái này nó hơi phức tạp tí, cái này gọi là phím khóa. Khi mà các bạn đặt mật khẩu cho các cái file trong này á, các bạn bấm ghi hình và bấm cái này thì là nó sẽ khóa cái file lại và không ai có thể mở cái file đó ra trừ khi mà nhập đúng mật khẩu nha. Thì cái này thì mình không có sử dụng. Còn đây là cái tính năng mở đèn, đèn đấy nha, mở đèn. Còn chẳng hạn như trong trường hợp mà các bạn để các cái hồng ngoại này này ở chế độ bằng tay thủ công á, thì mình có thể dùng cái đèn này, phím này để kích hoạt cái đấy lên. Nhưng mà mình để tự động cho nó tiện, cứ khi ra tối là cái đèn này nó nhận biết là bóng tối cái là nó sẽ sáng lên. Đây chúng ta sẽ có một kẹp ngắn như vậy, phù hợp với các bạn là sử dụng các loại áo cổ tròn đó. Và ngoài ra thì sẽ có thêm một cái nha, dây USB đó, từ USB A này qua mini USB, của mini USB này. Và mình có đầu tư thêm một cái HDMI, cái OTG nữa, để mà nối từ cái máy này chép file trực tiếp vào điện thoại của mình để edit cho nhanh. Đó, bây giờ thì mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Đó, cái này thì nó có rung nha, mở lên thì nó có tiếng kêu luôn này. Ồ, cũng khá là khó nhìn. Chờ chút xíu để mình giảm cái độ sáng của cái camera lại nha, thì anh em sẽ dễ nhìn hơn. Rồi, để vào menu của máy thì các bạn sẽ bấm nút menu này. Đây. Bấm menu này. Đó, thì đây nó sẽ có resolution là độ phân giải nhá. Đó. Thì nó có ở đây là cái gì ạ? Full HD này. Không nhìn được luôn. Đây là 720 này, 480 này và 1296. Thì mình đừng để ở chế độ 1296 nha. 1296 nó sẽ là khung hình tỷ lệ là 43, nó sẽ kéo dài mặt mình ra hơi khó nhìn tí. Để 1080 30 khung hình. Max tối đa là 30 khung hình nha. Photo size là 34 mm này, không biết là 34 megapixel là cái gì nha. Rồi sau khi chọn xong thì mình sẽ ấn OK. Đó. Photo size này, bird mode này, record, record thì mình không có hiểu lắm. Compress and storage tức là nén file trong bộ nhớ.
Exposure tức là EV nha, tăng giảm sáng. Loop recording là chế độ ghi đề. Ví dụ khi mà các bạn quay mà hết thẻ nhớ á, thì là nó sẽ xóa cái file mà mình đã lưu xa nhất đi. Video length là chiều dài của cái video, cái file hình mà các bạn quay nha. Thì tối đa là được 30 phút nha. 30 phút, còn thấp nhất là được 5 phút. Mình thường thường mình để chế độ trung bình là 15 phút. Đó. Motion detection là phát hiện chuyển động. Khi các bạn on cái này lên á, thì có bất kỳ một cái chuyển động nào nó di chuyển ngang qua phía trước của cái cảm biến này, của cái camera này, là nó sẽ phát hiện được và nó sẽ lập tức ghi hình luôn. Rất phù hợp cho những anh bảo vệ công an. À mà thực tế là thời gian này gần đây thì cảnh sát giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh sử dụng cái máy này khá là nhiều. Các bạn có thể thấy là đeo ở trên cái quai, cái đai áo á, rất là nhiều nha. LCD auto off, thời gian tắt màn hình 60 giây. Auto power off, không sử dụng thì mình có thể mình bật cái tính năng này lên nha. Đó, 1 phút, 3 phút gì đó. Thì chẳng hạn trong vòng 3 phút mà không dùng nó sẽ tắt máy. Rồi cây to là âm thanh của phím bấm này, video sound này, là có ghi âm có tiếng này, ghi hình á, quay video có tiếng á. Rồi device volume, đó là cái âm thanh của thiết bị. Rồi dash cam camera mode là chế độ camera hành trình á, gắn ô tô. Cái này có những cái phụ kiện gắn ô tô nhưng mà mình không kiếm được. Antivirus thì không biết nha. Device ID, các bạn ví dụ như là mua cho bảo vệ thì mình có thể đặt nhiều cái ID này. Đó, thì một lát nữa khi mà mình ghi hình mình các bạn sẽ thấy cái số này nó chạy ở trên màn hình nha. Password này là cái tí lúc nãy mình thấy nó là có hình chấm than á. Thì các bạn đặt password và các bạn bấm cái này cái là nó sẽ cho cái file video đấy của mình một cái mật khẩu mà các bạn phải có mật khẩu mới mở nha. Rồi cái này thì tiêu mode không biết. Hero filter là chế độ tăng để auto này, là khi mà trong điều kiện chiếu sáng tự động nó sẽ bật đèn hồng ngoại lên. Nó này không biết luôn. Và chỉnh ngôn ngữ cũng như là chỉnh ngày giờ gì đó ha. Và menu vừa thoát ra. Còn các bạn muốn xem hình thì mình ấn ok đây. Ok này, thì mình sẽ có video này, có photo này, có audio là ghi âm. Đây, chỉnh ghi âm bên này nha. Bấm cái ghi âm liền này. Bấm cái ghi âm liền này. Đó, rất là nhanh chóng. Đây là một cái thiết bị nó khá là hay. Rồi bấm cái nó tắt. Rồi, cái này thì là tính đèn nha. Đó, thì các bạn có thể thấy bây giờ mình sẽ che thử cái này này. Nó để hồng ngoại sáng lên này. Tắt này. Đây, bấm một lần tính đèn, nó sẽ ra đèn flash chợt sáng. Bấm hai lần. Có tiếng kêu cấp cứu luôn. Đó, rất là kinh luôn. Bấm cái nữa tắt. Đó, rất là xịn sò nha. Bây giờ thì mình sẽ test thử video cho anh em xem. Thì do mặc định IR cut của nó chỉ ở hình đen trắng nên là khi mà quay video mà đặc biệt là quay người nha thì nó rất là kinh. Thì mắt mình sáng quắc lên như là zombie á, nhìn rất là ghê luôn. Và con này á thì có cái thời lượng pin nó khá là lớn, 2000 mAh. Khi sạc đầy pin á thì các bạn sẽ có thể quay được 8 tiếng đồng hồ nha. 8 tiếng thì cái thẻ nhớ 16GB này mình nghĩ là đáp ứng được. Tại vì cái file của nó rất là nhẹ. File này của nó mình quay một cái video 15 phút á thì nó chỉ khoảng tầm 3-400 MB là cùng à. Nếu mà full HD mà 3-400 MB thì nó thực sự là quá nhẹ. Chất lượng hình ảnh thì nó cũng mà thôi, chất lượng hình ảnh thì để anh em tự đánh giá trong cái video này nha. Rồi mời anh em. Xin chào các bạn, đây là cái video mà mình quay bằng cái camera mà mình mới giới thiệu cho các bạn lúc nãy. Thì các bạn có thể thấy là cái hình ảnh của nó cũng khá là tệ. Nói chung là tạm chấp nhận được ở trong cái tầm giá là khoảng trên 1 triệu đồng thì cũng khá là ổn. Mà cái tính năng nó mang lại nhiều hơn cho mình đó chính là khả năng quay đêm. Thì bây giờ mình sẽ demo cho các bạn coi thử. Và đặc biệt là mình đánh giá rất cao cái camera gắn người này ở cái khả năng mà ghi âm của nó nha. Các bạn có thể thấy là cái chất lượng ghi âm của nó thì rất là tốt. Bây giờ thì mình đang gần ổ điện này, mình sẽ tắt điện đi. Mình đang để ở chế độ là auto đèn hồng ngoại. Tức là khi mà ở trong môi trường thiếu sáng là mặc định là nó sẽ bật đèn hồng ngoại lên. Cái này thì các bạn khi mà mình tắt đèn đi thì nhìn mình nó sẽ hơi gớm một tí nha. Các bạn có thể dùng cái hình ảnh này để trôn người khác cũng được. Nào, 1, 2, 3. Đó. Thì ngay sau khi mình tắt đèn đi, chế độ đèn hồng ngoại của máy nó đã được bật lên nha. Bây giờ thì mình sẽ lấy thử điện thoại để cho các bạn xem là cái đèn hồng ngoại nó sẽ hoạt động như thế nào. Rồi ok, chờ mình chút xíu nha, mình mở điện thoại. Chế độ video rồi, đây rồi. Đây, các bạn có thể thấy nha. Mình đang dùng Smart TV quay này, đèn hồng ngoại. Buổi tối nó sẽ phát sáng như vậy nha. Đó, phát sáng như vậy. Đây thực sự là một cái thiết bị rất là hữu ích cho một số cái nghề, ví dụ như là các bạn làm bảo vệ hoặc là các bạn hay đi vào buổi tối thì mình hoàn toàn thì sử dụng cái camera này để mà đảm bảo an toàn cho mình. Tại vì hiện tại thì Hồ Chí Minh đã bước vào mùa mưa rồi,
vào buổi tối thì đường phố nó khá là vắng vẻ và khá là nguy hiểm, nên là các bạn có thể sử dụng những cái camera giống như vậy nha. Rồi, và trên đây là cái review nhanh về một cái sản phẩm camera rất là hay và các bạn nên sở hữu ngay. Thì cái camera này mình xin nhắc lại mình là mình đặt ở trên AliExpress và thời gian về Việt Nam là khoảng 15 ngày. Cái giá của nó là khoảng 1 triệu 2, 1 triệu 3 đấy, mình không chính xác lắm. Tuy nhiên thì nếu mà anh em có nhu cầu tìm hiểu mức giá của cái sản phẩm này thì có thể xem link ở phía dưới phần miêu tả. Hoặc là các bạn có thể tải ứng dụng AliExpress về và search cái tên thương hiệu Búp Lốp này lên. Và tất nhiên khi các bạn mua ở Búp Lốp thì nó cũng sẽ có khá nhiều rủi ro. Thứ nhất là các bạn sẽ không được bảo hành này. Cái thứ hai là các bạn sẽ phải thanh toán bằng thẻ Visa, thẻ Master hoặc là một cái số các hình thức thanh toán quốc tế như là PayPal chẳng hạn. Và cái thời gian chờ hàng nó cũng khá là lâu nha. Nhất là trong cái thời điểm nhạy cảm vì cái dịch bệnh như vậy thì thời gian nhận hàng có thể lên từ 1 tháng cho tới 45 ngày. Tất nhiên là cái AliExpress thì nó bảo vệ người dùng rất là tốt, trong trường hợp mà các bạn không nhận hàng thì các bạn có thể gửi khiếu nại. Và trong vòng khoảng 1 tháng làm việc thì bên đó họ sẽ hoàn tiền lại cho các bạn, chứ không phải gì phải lo lắng quá đâu. Và đây là một cái sản phẩm rất là hay ho. Anh em có nhu cầu mà muốn mua hàng ở trên AliExpress hoặc là không hiểu về các cái thủ tục thanh toán thì có thể liên hệ với mình bằng cách là comment ở phía dưới, hoặc là liên hệ qua email, hoặc là liên hệ qua số Zalo của mình là 0938056997 thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đặt hàng ở trên AliExpress. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu mà cảm thấy video hay và hữu ích thì nhớ đừng quên cho mình một like, share và subscribe kênh giúp mình nhé. Và thật sự đây là một cái camera rất là hay, mình rất là thích. Đó. À, mình xin nhắc thêm một chút xíu nha, là cái camera này thì nó chỉ hỗ trợ tối đa thể nhớ là 32GB thôi, và nó sẽ không có khả năng chống nước. Nên nếu mà các bạn muốn mua những cái dòng chống nước như vậy thì giá nó sẽ cao hơn. Búp lốp này có những cái dòng máy có chống nước khoảng 3-4 triệu đó, mình không nhớ chính xác lắm. Ở Việt Nam thì các bạn cũng có thể tham khảo ở trên Tiki. Nó sẽ có một cái dòng đó là body cam của thằng Jansen, một cái hãng rất là nổi tiếng chuyên về các thiết bị phần lưu trữ, giống như cái hình bên này này. Nó thì các bạn có thể tham khảo. Cứ đánh body camera Jansen ở trên Tiki nó sẽ ra thôi. Rồi, nói lan man đến đây là đủ rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Và cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian để theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.